Bà Tám ơi, bà Tám, bà có nhà không bà Tám ơi? Bà Tám ơi, Hải học đến Sài Gòn về nó tìm con Út nhỏ nè. Dạ, con cảm ơn bác đã cho con Không thời có gian. gì. Con chào bác. Bác làm ơn cho con gặp Út nhỏ. Bác lỡ gán Út nhỏ cho Đài Loan rồi con ơi. Nhỏ ơi, em đang ở nơi nào? Có còn nhớ chăng những chiều mưa hai đứa bên nhau? Có còn nhớ chăng câu hẹn thề mãi không rời xa? Út nhỏ ơi, sao em bỏ anh rồi? Có nhau bây giờ sao nghe nhói tim đau, tháng ngày có nhau sao bây giờ chỉ còn niềm đau. Quê nhà chén cơm canh cà mắng mà yêu thương, có hương có gì của tình quê hương. Út nhỏ ơi, sao em nói em chờ, anh cấp sách lên thành ráng lo học hành công thành rồi sao? Sao bay lẻ bay chỉ còn mình nhỏ ơi, sao em bỏ anh rồi? Tháng ngày có nhau bây giờ sao nghe nhói tim đau, tháng ngày có nhau sao bây giờ chỉ còn niềm đau. Quê nhà chén cơm canh cà mắng mà yêu thương, có hương có gì của tình quê hương. Út nhỏ ơi, sao em nói em chờ, anh cấp sách lên thành ráng lo học hành công thành rồi sao? Sao bay lẻ bay chỉ còn mình ơi. Út nhỏ ơi, nơi đất khách quê người, em có nhớ quê nhà chén cơm canh cà mắng mà yêu thương, có hương có gì của tình quê hương. Út nhỏ ơi, sao em nói em chờ, anh cấp sách lên thành ráng lo học hành công thành rồi sao?
sao vai lẻ bay, chỉ còn mình ơn. Oh, God!